Thưa quý vị, đồng hành với các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 với vai trò chuyên gia cố vấn và huấn luyện tiếng Anh. Và sau khi cuộc thi đã tìm ra những cô gái xứng đáng với chiếc vương miện, Trung tâm huấn luyện tiếng Anh Wall Street English tiếp tục đồng hành cùng với các Hoa hậu, Á hậu trao dồi và chinh phục hành trình trở thành những người phụ nữ hiện đại và tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. Ngay sau đây là hình ảnh tham quan và trải nghiệm của các tân Hoa hậu, Á hậu Hoàn Vũ trong ngày học tiếng Anh đầu tiên tại không gian Wall Street English. Hôm nay là ngày đầu tiên Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 Hờ Henier, Á hậu 1 Hoàng Thùy và Á hậu 2 Mâu Thủy bắt đầu hành trình học tiếng Anh để tăng cường khả năng giao tiếp tại Trung tâm dạy tiếng Anh Wall Street English. Vui mừng cho chiến thắng thuyết phục vừa qua, các chuyên gia của Wall Street English đã chào đón các tân Hoa hậu, Á hậu hết sức nồng nhiệt. Trong quá trình đồng hành với vai trò cố vấn và huấn luyện viên tiếng Anh cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, các chuyên gia của Wall Street English đã truyền cảm hứng đến các cô gái trẻ, giúp cho họ tự tin hơn trong giao tiếp và trau dồi khả năng tiếng Anh của mình. Thì cảm thấy là cái phương pháp dạy của trung tâm này rất là dễ dàng. Đối với bản thân của những người Việt như Thùy, họ đi vào những cái rất là cơ bản như là giao tiếp cùng với nhau, giao tiếp một người với nhau và giao tiếp nhóm. Thì cái việc mà giao tiếp cũng như là thực hành giao tiếp nó rất là quan trọng trong tiếng Anh, và Thùy đã biết cái điều đó và Thùy nghĩ rằng cái phương pháp này sẽ rất là tốt cho mình để mình có thể củng cố thêm cũng như hoàn thiện thêm những kỹ năng nói chuyện bằng tiếng Anh của mình. Khi mà được đến World Youth English lần thứ 2 thì Thùy thấy thật sự rất là bất ngờ, bởi vì cái khóa học của Thùy là 1 kèm 1, và Thùy tin chắc rằng là khi mà lần trước thử thách Thùy chỉ học với thầy cô giáo chỉ có khoảng 10 phút thôi mà Thùy cảm thấy mình rất là tự tin hơn rất nhiều. Còn lần này thì Thùy được hẳn 12 tháng để học cùng các thầy các cô 1 kèm 1, thì Thùy tin chắc rằng sau này chỉ cần 1 năm thôi thì Thùy sẽ nói chuyện trôi chảy, và đặc biệt là không gian của World Street English làm cho Thùy thấy là vừa tiện lợi nè, vừa sang trọng nhưng mà rất là ấm cúng, và cái không gian đó kết nối giữa thầy cô và học sinh lại với nhau. Ngày nay, sự quan trọng của tiếng Anh không chỉ hiện diện trong đời sống thường ngày, mà nó đã dần trở thành một trong những kỹ năng quan trọng của con người thời đại mới. Các cuộc thi sắc đẹp đã dần đưa tiếng Anh thành một tiêu chí quan trọng đánh giá khả năng tự tin giao tiếp, kết nối và vẻ đẹp toàn mỹ của người phụ nữ hiện đại. Đang ở trong quá trình đương nhiệm rất nhiều việc khá là bận, nhưng mà Hen sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể. Tại vì khi mà Hen được chia sẻ khi mà đến đây á, chia sẻ về cái kế hoạch học hay là cái lịch học thì Hen thấy khá là phù hợp. Ví dụ như nếu mà cái thời gian mà Hen lên máy bay thì Hen vẫn có thể có thời gian để ngồi học Anh văn. Thì Hen đang suy nghĩ một điều rằng Hen sẽ tranh thủ ở tất cả các thời gian, những lúc di chuyển hay là những lúc mà mình chờ make up, thời gian chờ, thì những lúc đấy Hen sẽ cố gắng học tiếng Anh. Wall Street English là trung tâm tiếng Anh hàng đầu thế giới dành cho người bận rộn với lịch sử 45 năm hình thành và phát triển tại hơn 27 quốc gia. Với phương pháp học được kiểm chứng thành công với hàng triệu học viên trên toàn thế giới, Wall Street English chính là lựa chọn hàng đầu cho những người bận rộn và thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình chinh phục giao tiếp tiếng Anh tự tin để thành công hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.